là bánh phở tự làm. Rồi đem lại đây phơi. Ủa phơi tới chừng nào mới cán được anh? Dạ, ngộ ra cán nè. Đây là cái máy cán. Làm gì nó cũng thừa bệnh, không thừa bệnh. Lúc đấy làm gì? Ngộ đó. Làm bởi gì? Gà. Ngoài vừa trường ở nghĩa là hai gà. Nhà sàn này xong rồi. Đang bò. Một bò. Tự do. Thế ba bát gà.